Trước khi trở thành đế chế hay là một nước cộng hòa, Rome là một vương quốc được sáng lập bởi vị vua huyền thoại Romulus. Theo một số tài liệu, triều đại của ông bắt đầu từ năm 753 trước công nguyên. Người ta cho rằng La Mã có tất thảy 7 vị vua và chế độ quân chủ kéo dài hơn 240 năm. Trong số đó, 3 vị vua cuối cùng đều có gốc gác Etruscan, một nền giác minh rực rỡ ở miền trung nước Ý vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Trong số tất thảy hoàng thất Rome, có lẽ họ là những người có ảnh hưởng lớn nhất với thành phố vĩnh cửu. Nhiều quyết định sóng gió kéo theo uy tín ngày càng thấp, sau cùng là những cái chết đẫm máu của họ sẽ chấm dứt chế độ quân chủ ở Rome và đưa nó vào buổi bình minh của nền Cộng hòa. 3 vị vua ấy lần lượt là Tarquin lớn, Servius Tullius và Tarquin kiêu hãnh. Cụ thể thì 3 vương triều ấy ra sao? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết 3 vương triều Rome đẫm máu và sự châm ngòi của một cuộc cách mạng được đăng trên website của Spirum nhé. Đây là một bài dịch được tác giả Sun Fear chuyển ngữ từ bài viết gốc These Three Kings Ruled Rome, Their Bloody Reign Sparked a Revolution của tác giả Javier Negrete được đăng trên tờ National Geographic số ra ngày 13 tháng 6 năm 2023. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hậu duệ của thần. Các ghi chép đáng tin cậy về khoảng thời gian này rất ít, thậm chí chúng còn mâu thuẫn lẫn nhau. Vài nguồn phổ biến nhất có thể kể đến như ghi chép của nhà sử học Titus Livius, hay còn gọi là Livy, được biên soạn vào thế kỷ 1 trước công nguyên. Điều ấy có nghĩa là những ghi chép ấy đã cách những sự kiện xảy ra phải vài trăm năm, khiến độ tin cậy rất khó để đánh giá. Bên cạnh đó, còn có những ghi chép được pha trộn, lồng ghép với yếu tố kỳ ảo. Câu chuyện về nguồn gốc của những vị vua sáng lập Rome là Romulus cùng Remus đậm chất sử thi và nhuốm màu thần thoại. Khi chào đời, cặp song sinh được cho là con trai của thần chiến tranh Mars. Họ bị chính cha của mình là một lãnh chúa vứt bỏ vì nỗi lo rằng chính chúng sẽ lật đổ ông ta. Cả hai may mắn được một vị thần song cứu giúp, rồi được sói nhận nuôi. Sau này, sói trở thành một biểu tượng cho kinh đô Rome. Những câu chuyện xoay quanh 3 vị vua cuối cùng của La Mã cũng không kém phần kỳ ảo. Câu chuyện đầu tiên về Tarquin lớn chứa đầy những lời tiên tri và điềm báo. Như Levi kể lại, chuyện xảy ra vào khoảng năm 625 trước công nguyên, khi một người nhập cư giàu có tên là Lucius Tarquinius Bricus đến Rome từ Etruria. Ông thuộc gia tộc Tarquini từ thành phố Tarquinia, khoảng 45 dặm về phía tây bắc Rome. Khi đoàn xe của ông sắp sửa vượt qua sông Tiber, một con đại bàng đã sà xuống, chộp lấy chiếc mũ, sau đó bay vòng quanh trên cao, rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại trên đầu ông ta. Vợ của Lucius là một thầy bói tên Tanaquil, đã coi cuộc gặp gỡ đó là điềm lành. Bà cho rằng đại bàng là biểu tượng của hoàng gia. Vì thế, việc nó làm là một điềm báo rằng chồng bà sẽ có được tước hiệu cao quý nhất ở Rome. Tarquin lớn. Danh tiếng và uy tín của Lucius Bricus Tarquinius nhanh chóng lan rộng, giúp ông ta có được vị trí cố vấn cho vua La Mã là Angus Maxius. Sau khi Maxius băng hà vào năm 616 trước công nguyên, ngai vàng không được truyền lại cho hoàng thất, Tarquin đã dùng thế lực của mình tác động Maxius và được chọn làm người kế nhiệm. Ông là vị vua đầu tiên của nền quân chủ Etruscan, thời kỳ chỉ kéo dài hơn một thế kỷ. Khi còn tại vị, Lucius Tarquinius Bricus, tức Tarquin lớn, đã tăng số lượng nguyên lão và kỵ sĩ. Ông cho tổ chức các trận quyết đấu và bắt đầu dựng thành bao quanh thành phố. Tarquin cũng là người đã đặt nền móng cho đền thờ Jupiter Optimus Maximus, còn được gọi là đền thờ Jupiter Capitolinus. Đây là ngôi đền quan trọng nhất ở La Mã cổ đại, được tọa lạc trên đồi Capitoline. Ông cũng chọn địa điểm cho Circus Maximus, một sân vận động dài hơn 650 thước Anh, nơi tổ chức các cuộc thi thể thao, đua xe và ngựa. Tarquin lớn cũng khởi xướng việc xây dựng Cloaca Maxima, một trong những hệ thống thoát nước lâu đời nhất thế giới. Nó kéo dài một dặm từ đồi Esquiline qua Forum và đổ vào Tiber. Ban đầu, đó là một hệ thống các kênh rạch ngoài trời dành cho những khu vực trũng thấp của thành phố. Nhưng vào mùa mưa thì nó lại trở thành đầm lầy và lây lan bệnh sốt rét. Cuối cùng, người ta biến nó thành một mạng lưới cống rãnh ngầm. Con trai nô lệ. Triều đại của Tarquin lớn kết thúc khi ông bị ám sát vào năm 578 trước công nguyên. Chủ mưu là những đứa con trai của Maxius. Bọn chúng đã tìm cách trả thù Tarquin. Chúng bị cáo buộc đã thuê hai người chăn cừu và giả mạo một cuộc tranh chấp trước mặt nhà vua.
Khi Tocqueville quay về phía một trong số họ để nghe tường trình, kẻ còn lại đã dùng rìu sát hại ông ấy và cố tẩu thoát. Những kẻ chủ mưu hy vọng giành được ngai vàng cho mình, nhưng chúng sẽ sớm thất vọng vì trí tuệ và sự nhạy bén của Tanoquil. Khi Tocqueville bị thương và sắp sửa qua đời, hoàng hậu nhanh chóng đưa ông vào cung. Từ cửa sổ cung điện, bà tuyên bố với một đám đông đang tụ tập rằng trước khi nhà vua qua đời, ông đã chỉ định người kế nhiệm. Đó là Servius Tullius, người mà Livy ca ngợi là được kính trọng tuyệt đối, không chỉ bởi nhà vua mà còn cả hội đồng nguyên lão và nhân dân. Sau khi lên ngôi, Tullius ngay lập tức trừng trị những kẻ chủ mưu, làm tiêu tan hy vọng tiếm quyền của chúng. Servius Tullius cũng có gốc gác ở Tuscan nhưng không có quan hệ họ hàng với Tarquin. Ông đã được nhận nuôi và lớn lên trong cung điện. Khi trưởng thành, Servius Tullius trở thành cố vấn đáng tin cậy của hoàng gia, sau đó còn kết hôn với công chúa mặc dù có xuất thân thấp kém. Cái tên Servius có thể ám chỉ rằng Tullius là con trai của một nô lệ. Một vị vua La Mã có xuất thân như vậy sẽ là điều bất thường. Nhà sử học T.J. Cornell đã viết rằng xuất thân của Tullius sẽ là đáng xấu hổ và bán bổ đối với người La Mã. Có lẽ để tăng tính hợp pháp cho vương vị của mình, các câu chuyện đã xuất hiện để liên kết Tullius với thần thánh. Giống như Romulus, Tumulus cũng là hậu duệ của thần. Trong một lần, mẹ ông, Ocrisia, từng là hầu gái của Tanaquil, đã đặt lễ vật ở lò sưởi không may bị ngọn lửa thiêu đốt. Tanaquil cho rằng đứa trẻ bà đã sinh ra là con trai của thần lửa Vulcan. Theo như ghi chép của Levi, một vương miện bằng lửa xuất hiện trên đầu đứa bé mang lại những phước lành thiêng liêng. Nữ hoàng sau đó khuyên Tarquin nhận nuôi cậu bé, người mà bà tin rằng đã mang một vận mệnh cao cả và linh thiêng. Cũng có một ghi chép khác về Tullius thực tế và đáng tin hơn, dù có được ghi lại sau rất nhiều thế kỷ bởi hoàng đế Claudius, người cũng là một học giả. Nghiên cứu các văn kiện của người Etruscan, Claudius cho rằng Tullius thực ra là một lính đánh thuê người Etruscan tên là Mastana. Ông đưa binh lính của mình đến Rome và đặt tên cho nơi ông định cư là đồi Caelian để tỏ lòng kính trọng với thủ lĩnh đã khuất của mình, Caelius Vimenna. Những sắc lệnh. Tullius được ghi nhận là một nhà vua với nhiều cải cách. Đầu tiên, ông ra lệnh điều tra dân số để tất cả phải đăng ký công dân La Mã, cũng như nắm bắt được lượng tài sản của họ. Một số người cho rằng ông cũng thực hiện các cải cách xã hội quy mô như xóa bỏ 3 cộng đồng truyền thống để thành lập 21 cộng đồng mới, không còn dựa trên quan hệ huyết thống mà dựa trên nơi cư trú. Cũng có những ý kiến khác bác bỏ thông tin trên rằng ban đầu chỉ có 4 cộng đồng thành thị vào thời Tullius và 17 cộng đồng nông thôn khác được thêm vào sau này. Một thành tựu khác mà Levi viết về Tullius, một vài nguồn khác ghi rằng nó xảy ra sau đó là cơ cấu quân đội thành Centuria, có 100 người với thù lao tăng theo cấp bậc. Thực tế thì nền kinh tế La Mã chưa được tiền tệ hóa vào thời điểm đó, nên rất khó để tính toán giá trị tài chính chuẩn xác như tài liệu của Levi. Quân đội vào thời điểm đó chỉ bao gồm một quân đoàn duy nhất. Họ sẽ tuyển chọn và mở rộng đến khi có số lượng khoảng 4.000 đến 5.000 binh lính, một quy mô đáng kể theo tiêu chuẩn của các thành phố, lãnh địa trong thời kỳ đó. Tullius cũng được cho là đã xây dựng thành Servian bao quanh thành Rome. Tường thành ban đầu đã được thay thế vào thế kỷ 4 trước công nguyên với tường thành mới được xây dựng bằng đá chất lượng cao, khai thác từ mỏ đá Grotta Oscura gần Vei. Những vết tích của tường thành được cho là do Tullius dựng còn sót lại cho thấy nó dài chưa đến 7 dặm và chạy dọc theo hướng giống như công sự sau này. Âm mưu gia tộc. Trong hơn 4 thập kỷ trị vì, Tullius được nhân dân hết mực tôn kính, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự phản bội. Ông trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát mà một trong những kẻ đứng sau chính là con gái của mình, Julia Minor. Ả đã xúi giục chồng của mình là Lucius Tarquinius giết cha rồi tiếm quyền. Lucius Tarquinius có thể là con trai hoặc cháu trai của vua Tarquin lớn. Theo ghi chép của Levi, vụ ám sát được dàn dựng tinh vi như một vụ tai nạn. Theo đó, Tarquinius hùng hổ đến vị nguyên lão, ngồi lên ngai vàng của nhà vua rồi miệt thị bố vợ. Hắn gọi ông là nô lệ sinh ra từ nô lệ. Khi Tullius đến để chất vấn những lời buộc tội này, Tarquinius đã tóm lấy và ném ông ra đường, nơi sát thủ chờ sẵn và kết liễu Tullius. Chưa hết, Julia còn lái một cỗ xe cán qua sát cha mình, để lại vệt máu trên đường phố. Cái chết của Servius Tullius là một trong những tình tiết kịch tính nhất trong lịch sử thành Rome. Theo lời kể của Levi, con gái riêng của Tullius
là Tullia Minor đã cùng chồng cũng tham gia âm mưu chống lại nhà vua. Chồng của ả là Tarquin kiêu hãnh, triệu tập các thượng nghị sĩ đến cung điện, ngồi lên ngai vàng và đọc diễn văn nhằm miệt thị và chống lại Tullius. Khi vị vua già xuất hiện, Tarquin ôm lấy Eusebius, bế ông ra khỏi viện nguyên lão và ném xuống quảng trường bên dưới. Servius cố trốn về nhà nhưng bị người của Tarquin bắt và sát hại. Levi đề cập đến tin đồn rằng chính Tullia cử những sát thủ này đến, nhưng điều thực sự khiến Tullia thành kẻ đáng nguyền rủa là tội ác khủng khiếp và vô nhân đạo xảy ra sau đó. Trở về nhà trên chiếc xe ngựa của mình, khi qua đồi Esquiline, Tullia không có lấy một chút ăn năn khi người đánh xe ngựa của ả bắt đầu kinh hãi và thắng cương, chỉ cho tình nhân của anh ta thấy cây xác nằm sắp của Servius. Thay vào đó, Tullia lái chiếc xe ngựa của mình cán qua xác chết của cha. Chiếc xe và chính bản thân ả đã bị ô uế vì nó đã dính máu của người cha bị sát hại. Vị vua cuối cùng. Vị vua cuối cùng của Rome được nhớ đến với cái tên Tarquinius Superbus hay Tarquin kiêu hãnh. Khi lên ngôi, một trong những hành động đầu tiên của hắn là xử tử các thượng nghị sĩ trung thành với Tullius. Hắn không có ý định thay thế họ nhằm giảm quy mô và ảnh hưởng của vị nguyên lão. Tarquin còn tự bổ nhiệm mình làm thẩm phán và bồi thẩm đoàn trong các phiên tử hình nhằm khiến người dân ngày càng run sợ trước phán quyết của mình. Levi ghi lại, ý thức được rằng tiền lệ giành vương miện bằng những thủ đoạn bẩn thỉu của hắn có thể lặp lại với chính mình, Tarquin cai trị người dân bằng vũ lực. Hắn làm mọi thứ mình muốn mà không cần sự đồng thuận của người dân hay là vị nguyên lão. Tarquin không bao giờ lấy lòng người dân La Mã và cai trị họ bằng bạo lực và khủng bố. Cái tiếp cận ngoại giao của hắn cũng như vậy, đó là uy hiếp, lừa lọc và tráo trở với các quốc gia khác. Năm 509 trước công nguyên, quân đội La Mã đang bao vây thành phố Ardea, binh lính và chỉ huy đóng quân ngoài tường thành. Chuyện diễn ra ở đó sẽ kết thúc triều đại của Tarquin, kéo theo sự sụp đổ của vương quốc La Mã. Trong trại, Cestus, con trai của Tarquin kiêu hãnh và em họ Collatinus tranh cãi xem vợ ai đức hạnh hơn. Để giải quyết tranh chấp, hai người họ quyết định bí mật đến Rome và theo dõi những người phụ nữ. Trong khi vợ của Cestus đang thưởng thức bữa tiệc với bạn bè, thì vợ của Collatinus, Lucretia, lại lặng lẽ dịch vải, một công việc phù hợp với một phụ nữ La Mã đức hạnh. Cảm thấy bị sỉ nhục, Cestus thề sẽ bôi nhọ đức hạnh của Lucretia. Vài ngày sau, hắn tới nhà cô với tư cách một vị khách. Cestus rút kiếm và bắt Lucretia ân ái với mình. Lucretia chống cự, nhưng Cestus đe dọa sẽ cắt cổ cô rồi giết một nam nô lệ, đặt anh ta lên giường bên cạnh cô và loan tin rằng hắn đã giết cặp đôi sau khi bắt họ ngoại tình. Lucretia hiểu rằng nếu cô chết, cô không thể làm chứng cho tội ác chống lại mình và danh dự của cô cũng sẽ ra đi mãi mãi. Nàng nhượng bộ và để Cestus làm điều hắn muốn. Theo Levi, vài ngày sau, Lucretia không thể chịu được nữa và kể cho cha mình, chồng cô và bạn của anh ấy là Lucius Junius Brutus chuyện hôm đó. Lucretia muốn Cestus phải bị trừng phạt thích đáng. Nàng nói, cơ thể thiếp đã ô uế, nhưng trái tim thiếp sẽ vô tội bởi cái chết sẽ chứng giám cho điều đó. Chỉ xin chàng, hãy thề trên cánh tay phải và lời nói của mình rằng, kẻ gây ra điều này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Nói xong, nàng tự đâm vào ngực mình và gục xuống. Bình minh của nền Cộng hòa. Brutus vô cùng sốc trước lời kể và cái chết của Lucretia. Theo Levi, anh ta đã thề rằng, trước dòng máu thuần khiết nhất cho đến khi tên hoàng tử vấy bẩn nó, ta xin thề rằng có các vị thần chứng giám rằng chính ta sẽ săn lùng Lucius Tarquinius Superbus, người vợ độc ác, cùng tất cả hậu duệ của hắn với thép và lửa. Bất kể mọi giá, ta sẽ không để chúng hay bất kỳ ai trở thành vua ở Rome. Sau đó, anh ta mang thi thể Lucretia đến quảng trường Collatia và thuật lại cho mọi người chuyện xảy ra. Sự việc làm bùng nổ một cuộc bạo động và nó nhanh chóng lan rộng toàn Rome. Tarquin kiêu hãnh nhận được cấp báo ở Ardea, nơi cuộc bao vây vẫn đang diễn ra. Gã vội vã trở lại kinh đô cùng các con trai của mình. Nhưng thứ hắn nhận được là cổng thành bị khóa và lệnh trục xuất vĩnh viễn. Dù sau đó, gã đã cố gắng giành lại ngai vàng với sự giúp đỡ của các đồng minh Etruscan và những kẻ ủng hộ mình tại kinh đô. Nhưng Tarquin kiêu hãnh không bao giờ có thể vào Rome nữa. Dân chúng, dẫn đầu là Brutus và Collatinus, những người đã trở thành quan chấp chính đầu tiên của chế độ mới, đã thề rằng họ sẽ không bao giờ để mình bị cai trị bởi một vị vua nữa. Sự khởi đầu này đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn dài trong lịch sử La Mã kéo dài gần 5 thế kỷ.
Cộng hòa La Mã. Khi Augustus Caesar, hoàng đế đầu tiên của La Mã, thành lập chính quyền quân chủ, ông đã rất cẩn trọng để tránh mình bị gọi là vua. Từ vua đã bị hoang ố hoàn toàn bởi các hành động của Tarquin kiêu hãnh, vị vua La Mã cuối cùng. Và trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Spyroom và bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.